to đẹp trai đang hớp hồn Mỹ Linh một chàng có tên nổi tiếng. Chúng tôi sẽ hát với nhau một ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ. Bài hát này rất thường được vang lên vào dịp giao thừa. Bài hát có tên gọi là Lắng Nghe Mùa Xuân Về. Không tìm tôi, tôi không hát được đâu. Thank you.
Mỹ Linh dành tặng cô một ca khúc mà Linh nghĩ rằng là chắc là quý vị cũng rất là yêu ca khúc này và muốn hát cùng với Mỹ Linh. Nếu mà Linh giới thiệu tên ca khúc, bài hát có tựa đề Như Cánh Vạn Bay. Mà Mỹ Linh hát thì quý vị hãy hòa giọng theo những bài hát này, nó chỉ hay khi hát đồng ca thôi. Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời. Nắng sau lên đêm vì tóc em bay trong mê hoài ngồi quên chim hót phải em gây buồn nhỏ như cánh vàng về chốn xa xôi. Sau đó thì chúng ta sẽ có một bầu trời đầy sao. Hãy tưởng tượng là mình ở tuổi 20, ở một ký túc xá nào đó, cầm tay một cô gái hoặc một anh chàng nào đó vừa mới gặp buổi chiều. Như nào nữa nhở? Xung quanh có thể có một chút bia hoặc là một chút rượu vang. Có được không ạ? Tuổi trẻ là tuổi của ngông cuồng, của tình yêu và ai cũng thích tuổi trẻ vào Mỹ Linh cũng thế. Xin hãy bật những ngọn đèn quý vị lên. Ôi, quý vị có thấy bầu trời sao đẹp không ạ? Dẫn xuống đời làm sống lên đây. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho bé buồn ngủ quên trên vai. Phải em về cuộc nhỏ như cánh vàng về chốn xa xa. Nắng có còn hơn em với em, mưa có
hồn nước lòng lên. Ta nghe từng giọt nhẹ rơi xuống thềm hồn nước lòng. Các bạn trẻ ở phía trên kia có nhớ bài hát Hồng Lan không? Sẽ mãi mãi yêu anh là thế. Thank you.
Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào phần 2 của chương trình. Mỹ Linh xin hát một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để thay đổi không khí một chút. Bài hát rất là quen thuộc, có tựa đề Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Thank you.
giả nào hồi nãy có yêu cầu bài hát một mình. Lúc trước ấy, Linh có hát một bài hát của nhạc sĩ Vũ Quang. Bài hát có tên gọi là Đâu Phải Bởi Mùa Thu, hát ở Hải Phòng 4 đêm. Và đêm nào cũng được khán giả vỗ tay rất là nồng nhiệt đến cái đoạn là câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Khán giả vỗ tay rất là nồng nhiệt. Nhưng mà đúng đến đêm thứ tư ấy là đúng tắt nửa chừng thật, bởi vì buổi chiều là bị Linh bị nguyên quạt ra vào đầu. Thế cho nên là Linh bảo là thôi, bây giờ chọn bài hát ấy là phải chọn cẩn thận, chứ không bài hát cũng ám một người nguy hiểm lắm. Thế là đến hôm đêm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy thì anh Phạm Hồng Nam mới đi hát cho anh bài Đừng Bỏ Em Một Mình. Thế là bảo thôi em hát về thế, em sợ lắm. Không, thế thì không hát bài Đừng Bỏ Em Một Mình, mà đi đâu cũng bị yêu cầu bài Một Mình. Mọi người cứ thích nghe cái bài hát buồn. Hai mình có phải hay không? Ba thì càng tốt. Nhá. Một mình xin. Quý vị ơi, Nam Anh có hỏi là thích gió hay là bão? Bão phải không ạ? Tùy Nam Anh thôi. Thank you.
thương xót quá. Thì là hai con đến nghe một đêm nhạc mà chả được cái bài nào cho các con cả. Cô nói có hiểu không? Hiểu không? Je vais chanter une chanson pour vous. Ok, d'accord. Chị tôi nhé. Chú voi con ở bản đôn, yêu cầu, để con yêu cầu.
con sẽ hát. Quý vị vỗ tay thật là to để cho các con có một kỷ niệm là trong đời. Cái này tiếp theo con suốt cuộc đời rất là yêu. Cho một con ở bàn đơn, với bé con đến con trẻ con, từ rừng già cho đến núi đồi, từ hàm ăn vừa lại hàm chơi. Chị tôi nhá. Để người đi.
riêng bỏ trời. Tình người be with you.